cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cả nhà món thịt nướng nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món thịt nướng. Thịt nướng làm gì? Thịt mình xỏ vô cây với mình nướng, mình làm bún á. Đây là bún nha cả nhà. Bún này là mình rửa rồi nè cả nhà. Mình rửa bây giờ mình để ra gỗ á cho cả bún nó khô nè cả nhà. Chút nữa mình bỏ vô mình ấy với thịt đó, nó không có bị dính bún nha cả nhà. Cái này là mình mua ngoài chợ mình về mình rửa sạch rồi đó. Đây là thịt. Thịt đến mình mua để mình cắt ra miếng miếng mình xỏ cho mình nướng cả nhà. Đây là thịt của mình. Còn đây là nguyên liệu để mình làm bún nè cả nhà. Đây là chanh. Chanh, ớt, nha, dưa leo, tỏi, nha, cho thơm á cả nhà. Cho thơm chút mình bỏ vô bún. Đây là đồ nêm nếm của mình nha cả nhà. Đường với bột ngọt, nước tương, nước mắm nha cả nhà. Đây gió lắm nha cả nhà, gió nhắm lửa rất khó. Quẹt lên cái là gió nó táp tắt hết trơn. Cho nhiều cao su vô, ít cao su là gió nó tắt cao su. Bỏ lộn, gió nó tắt than. Đẩy lên gì nghe cả nhà, lấy than mình chắc lên mình cho nó ngúng cháy. Rồi cả nhà cùng mình qua đây coi bé Thanh sắt thịt heo nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ sắt thịt nha cả nhà. Nè cả nhà, thịt này thịt nạc nha cả nhà. Cái này là của Thanh đi mua hồi sáng. Bây giờ Thanh sẽ cắt để mình nướng nha cả nhà. Giòn giống thịt người quá ha. Giống thịt người quá à. Thịt này là thịt nhái làm xương sống đó. Không phải thịt ba chỉ hả? Không không, thịt ba chỉ là có vừa có mỡ vừa có thịt, đó là thịt ba chỉ. Này thịt năm chỉ hả? Thấy không? Cái ăn thịt năm chỉ luôn. Nghe cái gì em cũng không biết gọi là tên gì. Chị anh đặt tên cho thịt bảy chỉ thôi. Này sắt nó mỏng nha cả nhà. Bây giờ mình sắt dưa leo nha cả nhà. Cả nhà có làm bún thịt nướng này nha. Cả nhà lựa dưa leo non á nó mới ngon. Dưa leo già là sơ không đó. Hết chất ngọt rồi. Ngọt mình cắt sợi dài 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 bằng. Ngọt vỏ không? Hả? Ngọt vỏ. Gì phải không? Không phải, mình lấy bún mà. Nhà có ăn lựa dưa leo cũng gì nữa, nhà non gì nè, phải ngon. Bằm nó để cầm cái bằm. Bằm ra. Bằm mình bằm sợi dài 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 á, cầm nguyên trái á bằm nó dễ hơn. Bằm để đó cái mình sắt sợi dài dài dài. Có một hồi để nguyên trái bằm nó không có bị đứt tay. Đứt chân không à ha. Cả nhà nhớ bằm giống mình hơi bự bự chút vậy ha. Đừng có mịn quá mình ăn dưa leo nó hết giòn. Bằm ra gì nè. Cộng cộng gì ha cả nhà. Mịn quá ăn hết ngon cả nhà ơi. Mình ấy tỏi đó mình bỏ vô trong thịt nướng nha cả nhà. Em bầm ra vậy rồi em sắt lại nữa rồi Thành. Mình bầm nhuyễn ra.
Băm nhuyễn thôi luôn hả? Băm nhuyễn ra, đặng mình bỏ cái thịt đó, mình ớt cho thịt nó thấm thôi. Mình ớt thịt bằng tỏi này nè, nó thơm. Tỏi này là mình đã băm nhuyễn rồi nha cả nhà. Mình băm nhuyễn như là mình ớt cho thịt đó, nó mới thơm, mới thấm cho miếng thịt nha cả nhà. Nãy giờ đợi bé Thanh bầm tỏi nha cả nhà, mình đã chặt được mới chút, đặng mình xỏ qua thịt heo nha cả nhà. Mình lấy số chút này mình bỏ heo, nó có mắt mắt vậy nè, thịt heo nó không có chạy tới chạy lui. Bỏ tỏi vô đây hết nha cả nhà, mình sẽ nêm miếng đồ vô. Đây là bột ngọt nha cả nhà, nêm nước tương thôi Thanh. Nêm nước tương thịt nó mới thơm. Nước mắm luôn à? Mắm luôn. Này đường phải không? Đường. Đây là nước mắm nha cả nhà. Mình bỏ chừng một muỗng rưỡi nước mắm thôi nha cả nhà. Đây là nước tương. Tam thái tử. Nước tương mình bỏ 3 muỗng nha cả nhà ơi. Mình sẽ trộn thịt luôn cho nó đều. Mình bỏ nước tương vô nó chuyển màu ha. Nãy thịt nó màu trắng trắng vậy nó. Mình bỏ miếng nước tương nước mắm á nó mới thơm được, chứ mình bỏ nước mắm xong nó không có thơm. Mình nướng nó không thôi, mình chiên cũng vậy, mình bỏ miếng nước tương. Đó giờ anh làm đồ ăn anh bỏ nước mắm. Nước tương cho nó thơm. Để mình trộn ra cho nó thấm với miếng thịt cho nó ngon cả nhà. Bây giờ mình xỏ thịt vô đi Thanh. Nãy than này làm giấm trước nè cả nhà, đặng cho ta cháy gì đặng mình nướng thịt. Anh xỏ thịt ra que tre nè cả nhà. Mình nướng thịt đó bằng tre hết thơm ngon. Thanh xỏ được sâu rồi nè cả nhà. Thịt có mà Thanh nướng rất là ngon nha cả nhà. Bây giờ mình đem lại đây mình nướng. À, miếng nó chập lại làm hai thành miếng đấy. Đây đưa cho anh nướng. Giãn ra. Mình vòng cục vậy là mình nướng không có chín. Rồi bung cho giãn bự ra. Thưa thưa nó có lửa này vậy chín hơn. Mấy cây bự bự á. Đó, em lấy cây nhỏ quá là nó bị quằn á. Được con sâu nữa nha cả nhà. Được 3 sâu rồi. Lửa cháy thì lửa này rất là tốt, nướng thịt rất tốt. Cháy đều nó không có lên lửa ngọn. Thanh làm mắm nha cả nhà. Làm đặng mình ăn chung với bún nè. Giờ thịt heo mình nướng chín nha cả nhà. Bây giờ mình lấy mình cắt cái mâm. Rất ngon nha cả nhà. Ngoài này rất là gió nha cả nhà. Gió cực lớn nè. À, mình ăn chanh hơn mình làm nước mắm nha cả nhà.
chế mấy nước lạnh vô Thanh. Có nước đá mình thả vô cùng nước đá. Thanh ơi, nước nóng, nước nóng mặn mặn. Mình bỏ rau thơm chung với rau găm á nghe cả nhà. Ủa lộn. Mình bỏ dưa leo. Dưa leo với rau thơm. Cho nó thơm bún mình nha. Dầm tiến hành trộn bún đi Thanh. Mình xắt nhỏ nhỏ ra để mình ăn với bún nha cả nhà. Mình ăn bún mình xắt ra gì nè, mình ăn với bún. Cái này là thịt bảy chỉ của Thanh mua nghe cả nhà ơi. Thịt mình trộn sao đi. Thịt mình trộn sao. Thịt chút nữa mình giả lên trên mặt á. Ủa còn bún rồi Thanh. Còn không có mình banh ra nè. Banh bún nha. Ý là bún hồi nãy mình rửa rồi nè nha cả nhà. Mình rửa rồi nãy giờ còn chín nè cả nhà. Mình với Thanh sẽ xử đẩy hết mong bún khổng lồ này. Đẩy hết mong bún khổng lồ nè. Mong bún rất bự nha cả nhà ơi. Mâm bún thịt nướng của mình nha cả nhà. Giòn rất là ngon. Mâm bún thịt nướng khổng lồ. Hôm nay mình sẽ xử hết mâm bún thịt nướng này nha cả nhà. Mình và anh Nguyên sẽ xử hết mâm này. Được rồi đó cả nhà, để mình trang nhiều quá mặn. Hôm nay mình với Thanh sẽ thử thách ăn hết cái này cũng vậy. Bún nướng. Bún thịt nướng à. Dạ. Bây giờ cả nhà cùng ăn với mình và Thanh nha. Cả nhà cùng ăn với mình nha. Ngon ha. Thơm. Ừ. Ít nước mắm á. Ít nước mắm, thêm nước mắm vô nó. Mình ăn bún khô này nè cả nhà, mình ăn chung với găm nó mới ngon nha cả nhà. Rất là cay ngon. Kéo dai à? Ừ. Nướng để hơi nguội là bị dai liền. Tại vì mình nướng thịt nạc á. À. Mình mua thịt nạc không à, chứ mình không mua mỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ở ngoài này bữa nay gió lắm nha cả nhà.
có hai đứa mà thử hết mà bún ăn rồi hai đứa đi vô không nổi. Ngon à? Mình ăn xong cái này là bảo đảm là mình không đứng đi vô nổi được đâu cả nhà, no quá đi hết nổi. Ăn này nằm đây cái mệt chút rồi vô. Nằm đây cái mệt chút rồi vô.